một khu du lịch sinh thái. Thầy sao chuyến này con tài trợ cho thầy hai con rái cá thầy lấy không thầy? Ôi thầy ơi, thầy đừng có lấy, nó xuống ăn hết cá luôn á. Đây là môi trường sống của rái cá mà đây nó bị hủy diệt môi trường sống luôn. Thầy em về đây á, nó ăn không còn một con cá con tép nào luôn. Sai, rất sai. Sai, chỉ có con người mới ăn nó thôi chứ không ai ăn nó trong thiên nhiên. Dạ không, vùng này chỉ nuôi rái cá vút bé thôi, là lấy cá ăn các loài thân mềm giáp xác, chứ lại vùng này không có rái cá ăn cá. Rái cá ăn cá là mấy loài rái cá. 10 năm trước ở đây rất là nhiều rái cá nhưng mà bị người ta bắt sạch, ăn sạch, tận diệt sạch. Cái nước này nó thúi hết luôn. Không có đâu. Cái mùi nó lên dữ lắm. Con rái cá ngoài trong thiên nhiên là nó tắm rửa sạch sẽ. Very shy. Sai rồi, sai. Con rái cá người ta ở dưới nước nó tắm rửa sạch sẽ, chừng nào nó bị nhốt trong môi trường của mình thì nó mới dơ thôi. Đây là một nhận thức sai, đó là làm rái cá tuyệt chủng. Làm rái cá tuyệt chủng. Đấy, thấy chưa mọi người, có nhiều người nhận thức sai về cuộc sống của thiên nhiên và động vật, làm cho nhiều loài vật hoang dã đã bị tuyệt chủng. Ủa anh sống ở đây hả anh? Hả? Anh sống ở đây hả, hay là anh ở trên thành phố xuống vậy? Phố xuống. Ở trên thành phố xuống hết luôn hả? Đi bên xe nào vậy Mr. Quinn? Bên xe anh Việt à? Dạ. Nhân vật quan trọng nè, nhân vật quan trọng mỗi lần quay phim đó là che né né mặc đồ các kiểu.